Bác Ngọc ơi, Alo anh, ơi đón cộng không? Anh cho em hỏi một, anh cho em hỏi một câu được 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 anh, một câu anh, okay. Em dần hỏi một câu anh. Ok em ơi. Bây giờ có cách nào để mà bỏ được cái tài xỉu online không anh? Em thua hôm bữa giờ mất hết trơn luôn anh, mất sạch luôn á. Bây giờ em chỉ xin nhanh cách. Em ơi. Em nghe anh. Em chưa để làm gì không? Em chơi để chứng tỏ bản thân mình với mọi người là em kiếm được nhiều tiền. Mới lại chơi kiểu như nó thỏa cái cơn nghiện anh. Thỏa cơn nghiện đúng không? Bây giờ dạ. Bây giờ em chỉ cần anh là cho em cái ước để mà em bỏ hẳn luôn mà. Chứ em mà cái cơ bây giờ em mất hết là em cũng bây giờ có hối hận thì nó cũng đã muộn rồi anh. Mày nhắn tin với tao, tao cho mày cái nick một cái tài khoản đại lý, xong rồi cho 100 triệu nha. Nhưng mà tại sao anh lại cho em á? Cái game này ấy, là mua đại lý nào bán đại lý đấy. Em hiểu không? Mày tự phát triển khách hàng của mày nha. Cũng như là cờ bạc, game bài, sẽ lại là mày không thể nào mày thoát khỏi nhá, nghiện ngập. Em ơi, nghe kỹ một câu này đấy nhá. Tệ nạn không tự nhiên sinh ra và cũng không tự nhiên mất đi, chúng chỉ chuyển đổi từ hình thức này, vai trò này sang vai trò khác. Nghiện cờ bạc không tự nhiên sinh ra và cũng chẳng thể tự dưng mà mất đi được, và không bao giờ mất đi được. Chúng chỉ thay đổi ở vị trí từ thằng đánh nô sang chủ ôm nô mà thôi nha. Được chưa? Tuần trước em nói chung thì bây giờ mọi chuyện nó đã xảy ra rồi, bây giờ anh có thể cho em một cái gì đó để em nghĩ cho nó mất, để cho em cảm thấy mà nó thoải mái hơn anh. Bởi vì những thứ mà bây giờ nó cũng đã mất rồi thì em cũng không thể nào lấy, em cũng không thể nào lấy lại được anh. Thì anh hãy cho em một cái gì đó để em cảm thấy như là mình còn có động lực để mà mình làm lại anh. Em ơi, nghe anh. Sao mình cần động lực để làm lại em? Bây giờ mất hết rồi anh. Mình có cái gì mà mất rồi em? Trong trước em vẫn còn điện thoại, vẫn còn tiền tiết kiệm, mà bây giờ mất hết rồi còn nợ thêm một đống nữa anh. Em ơi, anh có thể nói để em có cái động lực để mà em có thể em biết. Tháng trước mày cũng bảo tao là mất hết điện thoại, mất hết cả xe cả tiền rồi, xong lấy đâu ra mày lại chuột được về rồi, bây giờ mày lại mất rồi. Lúc chuột được về mày bảo tao một tháng em đi cầm tầm khoảng 7-8 lần. Lúc đi chuộc thì mày cũng không gọi. Lúc đi chuộc mày không gọi tao. Có phải là em đang sống ích kỷ không anh? Không có ích kỷ, có ích kỷ luôn. Chứ còn không phải là có phải. Dạ. Yeah. Lúc mày sinh ra là để tốt nghiệp nghề nghiệp của mày là viết những bản gọi là ý là tường trình nhận lỗi, những cái bản gọi là thú tội, nó là đẳng cấp luôn, thấy chưa? Anh thấy em là một người quá yếu đuối đúng không anh? Nếu như ấy, lịch sử Việt Nam có cái vị anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi, người viết nên gọi là bản cái gì? Bình Ngô Đại Cáo à? Đúng không nhỉ? Của ai nhỉ? Nguyễn Trãi không? Đấy, một bản anh hùng ca Bình Ngô Đại Cáo thì mày tao khẳng định sẽ là một vị anh hùng viết nên một cái bản gọi là gì, đơn xin này, rồi là đề nghị này, hay là ôn nghèo kẻ khổ, trình bày hoàn cảnh này. Nếu như mày mà bị giao thông nó bắt không đội mũ, liệu mày có xin được trắng? Em sẽ cố gắng em xin anh, nhưng mà
còn người ta có cho hay không thì nó là chuyện khác anh. Anh cứ biết là lâu ngoài nhé, anh em mình sẽ nói chuyện riêng đi, nói chuyện riêng sau để xây dựng content, thấy không? Được không? Content tài xỉu anh. Mà anh, bây giờ ấy là em hỏi anh đó là bây giờ làm sao để mà mình bỏ dứt điểm luôn anh. Cái khổ quá anh ơi, một tháng đi cầm xe 7-8 lần mà nó mày chết luôn á. Mày quá anh xỉu luôn á. Nhâm ơi. Nhâm. Em nghe đây. Sinh ra ấy, chúng ta đều biết chắc chắn rằng ai rồi cũng phải chết, đúng không em? Dạ. Đúng không em? Đúng, đúng anh. Cái xe ấy, nó sản xuất ra, xe của mày là hãng nào? Honda. Honda, nó là sản xuất ra cái xe của mày. Thì cũng phải chấp nhận đấy, gặp người ta, người gần. Có hạt gạo ấy, thì nó lại vào cái gọi là chính. Ý là hạt mưa thì nó có hạt này rơi vào chỗ này, hạt kia rơi vào chỗ kia. Thôi em ạ, coi như số phận của cái xe của mày đấy, nó rơi vào tay mày thì là lúc nó lại được đối xử như là ông tướng ông tượng về rửa, có khi ngày rửa hai lần lúc nó lại bị vứt một số em ạ. Đúng rồi, dạ đúng rồi. Em hiểu không? Một tuần em đi rửa xe hai lần mà anh. Ừ, chứ bây giờ mình muốn bỏ, bây giờ mày bỏ cờ bạc thì mày lại là gì, nỡ cái mối nương duyên giữa mày và thằng bán thủ đồ, đúng không em? Mày phải xác định này, mình sống ấy là thằng đàn ông ấy, sống cho riêng mình nó dễ sống lắm, đúng không em? Thấy em? Dạ. Là thằng đàn ông mình sống ấy, mình cần phải sống để mà cho anh em chủ quán cầm đồ rồi chủ nợ cho vay, người ta có động lực để mà sống chứ em. Bây giờ em sống mà em bỏ cờ bạc tài xỉu thì những anh em làm cầm đồ em biết động lực đâu để nó sống tiếp phải không anh? Nhưng mà bây giờ nó mắc, nhưng mà bây giờ em mắc hết rồi mà em còn nợ thêm một đống nữa anh, cái số nợ đó em mới buồn quá anh. Chứ còn bây giờ mắc thì nó không mắc rồi, bây giờ có hối hận thì cũng muộn rồi anh. Ừ, mà em nợ nần nữa anh, thì cơ. Bây giờ em hiểu như này, số nợ đấy sẽ chẳng thể ai có thể đòi được em nếu như tất cả không giả, đúng không? Nhưng mình phải giả và mình phải sống. Vì sao biết không? Để mình trả giá cho những việc mình đã mẳng tài hơn. Không, tức là bây giờ em mệt rồi, em chơi nhiều vậy nó mệt rồi thì đời bắt em phải lợ tí để em đi làm đi, lấy tiền trả lợ đi. Thế nó gọi là gì, hết hiệp. Dạ. Trên cái kênh YouTube của anh có một cái video mà có cái anh kia ảnh nợ 5 tỷ á, Tesco nợ 5 tỷ anh, mà cái video đó bây giờ anh xóa mất rồi. Bây giờ anh có thể gửi lại cho em để em nghe cái video đó được không anh? Em chỉ cần anh gửi cái video đó cho em thôi. Để mày làm gì? Để em nghe, để em có động lực, để mà em làm, để mà em cố gắng với anh. Mày nghe để mày làm á. Đúng rồi. Bây giờ mày trong vai là cái thằng không biết là video đi. Mày hỏi lại, không biết nó hỏi cái gì đâu, để tao trả lời được. À, trong video đó là anh đó, anh có hỏi là anh có hỏi gì đó, nhưng mà anh có nói một câu là mọi chuyện đã xảy ra rồi, cách tốt nhất là mình nghĩ làm sao để mình có động lực để mà mình sống tiếp. Em chỉ nhớ cái câu nói đó của anh thôi. Anh nói mình nghe nè, nha. Mày hiện nay là mày đang chán nản vì mày thua cờ bạc hay là vì mày mất tiền? Vì em thua và em nợ nữa anh. Đã thua mà còn nợ nữa. Anh hỏi mày này, mày chán vì điều gì nào? Em chán bởi vì là em mất tiền. Chứ còn cái việc mày đánh bạc thì chả gì phải chán mà, đúng không? Đúng, dạ, đúng rồi. Được rồi, người ta đấy, tao tưởng là còn có thể là anh ơi, em xác định em không đánh mặt, nhưng mà em vẫn đánh thì em chán vì em không bước qua được chính mình. Giá như mày trả lời như vậy thôi đấy, nó phải tin nhân văn,
Nhưng mà ở đây mày trả lời thẳng, kinh là vì mất tiền là thế nào, thế nào mày không không chán đi không 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 anh ạ. Thế mày mà nhưng mà em muốn đó, kiểu như là một nửa mình muốn gỡ, một nửa là mình muốn từ bỏ anh, nhưng mà gỡ thì nó thiệt với anh là không có cách nào để mà gỡ nổi luôn á em ơi. Em mình gỡ đúng rồi anh, cái gỡ anh chữ gỡ là sao nó nặng nề. Em nghe kỹ rồi. Dạ dạ. Em gỡ của ai em? Em gỡ lại những gì mà em đã chơi mất đó anh. Em đánh bạc với ai? Với lại những người ở bên Cam á anh. Em đánh bạc với những người ở bên Cam đúng không? Thế thì em có gỡ được không? Em nghĩ là mình không thể gỡ được, nhưng mà em vẫn lan lối một cái tia hy vọng anh, là mình có thể gỡ anh lại được. Nói với em một câu này nhá. Bảy trăm nghìn đánh lên 2,5 tỷ có 5 triệu cách đây là khoảng 1 tháng ít 1,5 tỷ có. Nhưng này phải thật em một câu rồi, muốn bỏ ấy thì mình muốn được thì sẽ bỏ được, chứ còn muốn bỏ ấy, chỉ vì là mình hết tiền nợ lần thì không bỏ được. Anh nói tới câu đầu là muốn bỏ là sao anh nè, em nghe chưa rõ. Mày muốn bỏ cờ bạc rồi nhá rồi. Thì mày sẽ bỏ được không bỏ mày được. Muốn nghỉ cờ bạc chỉ vì hết tiền thì không bao giờ mày nghỉ được. Cái này ấy, nó không phải là cờ bạc, nó làm cờ bạc không phải là nguyên nhân gây ra sự cố hứng của này, đơn giản chỉ hết tiền thôi đúng không? Tại vì lúc trước em được nhiều lắm anh, xong rồi cái nó hút lại hết trơn luôn á, cái mình tiếc nuối anh. Tiếc nuối đúng không? Cái này đúng là cảm xúc. Bây giờ đúng mày, muốn, mày muốn làm điều ấy nhá. Mày nghe anh đúng không? Dạ. Mày còn sống được bao năm nữa? Em năm nay 24 tuổi anh. Sống được bao nhiêu nữa? Sống được tầm khoảng, nói chung thì sống thì không biết được anh, vì ra đường có khi xe nó chạy phát thì đi luôn cũng không biết được, cũng chưa biết được anh. Mà dành một tháng nhá. Mày chơi rồi. Ở game nào thì mày vào game đấy mày chơi mỗi một ngày nhá. Mày xoay cho tao lấy 10 triệu nhưng mà mày chỉ thua là thua bao nhiêu anh? Mày thua 750 và đánh trong vòng tối thiểu là 30 phút. 30 phút và phải thua 750 là mình còn lại 9 triệu hơn là mình rút ra anh. Đúng rồi. Cái này là anh đang đặt cho em cái tính kỷ luật đúng không anh? Không, có nghĩa là mà đánh tối thiểu là nửa tiếng đồng hồ nhá, tối thiểu ấy. Tối thiểu. Và mày chỉ được dừng lại khi mà thua 750. Nhưng mà lúc nó nóng máu liền cho mình on liền thấy cho anh. Nói chung là con người em bây giờ nó kiểu như nó bị ngu quá anh, nó mê muội rồi, nó thua quá nhiều rồi, ngáo luôn á. Nếu như mà mày coi đến là tiền và mày đếm tiền để mày đánh, mày sẽ không mua thua nhiều như vậy đúng không? Đúng anh. Dạy quá. Đây là cái sai của mày và cái thua của mày, là cái cảm quan về tiền và điểm của mày nó chưa đồng nhất. Hiểu không? Mà bây giờ em chỉ cần anh cho em cái động lực để mà em cố gắng em thoát ra khỏi nó rồi, chứ em không có thiệt thự luôn. Bởi vì em đã gọi cho anh rất là nhiều lần rồi, nhưng mà cứ lần nào cũng thua biết rồi. Lần nào em cũng nói những cái gì chơi cờ bạc hay là mày muốn à? Hay là mày muốn gì nào nói nhanh nào. Bây giờ em muốn là anh cho em cái động lực để mà bây giờ em lỡ em nợ đó anh, thì bây giờ làm sao để mà em có động lực để mà em làm việc anh, chứ em thua em nặng quá anh. Em nghe anh. Máy nó lại bị nát rồi thì reset lại đầu thai kiểu khác nhá.